Quay trở lại với chuỗi video tổng hợp tất cả mẫu ngữ pháp N3 trong văn nói thường xuyên hay sử dụng nhất, thì ngày hôm nay hãy cùng mình đi tìm hiểu 4 mẫu ngữ pháp trong văn nói cực kỳ là đơn giản nhưng mà lại cực kỳ là hay sử dụng trong văn nói nhé. Và mình là Hà Tiên và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube channel Hà Tiên của mình. Mẫu câu tiếp theo mà mình muốn giới thiệu cho mọi người ở đây đó là danh từ no tsui de ni hay là động từ thông thường veru hay là veta. Chúng ta đi với tsui de ni thì có nghĩa là nhân tiện cái việc A thì mình làm thêm cái việc B nhé. Ví dụ, tên chẳng, kiểu là nè, o tô san no tanjoubi na no de, yubin kyoku ni iku tsui de ni, keiki mo katte kite ne. Tiền ơi, hôm nay là sinh nhật của bố đấy, nên là khi mà con đi bưu điện ấy, thì con mua luôn bánh kem về nhé. Hay là với ví dụ thứ hai, ima kara dekakeru tsui de ni, nanka katte hoshii mono ga arimasu? Anh có cần phải mua thêm cái gì không? Luân tiện bây giờ em đi ra ngoài đấy. Công việc của Tiền là rất là hay đi gửi đồ ở bưu điện. Thì khi mà Tiền đi bưu điện đấy thì Tiền cũng thi thoảng cũng hỏi bạn bè, đồng nghiệp hay là senpai hay là sếp của mình rằng là bây giờ em đi ra ngoài đấy thì sếp có cần em phải mua thêm cái gì không hay là có cần làm cái gì không? Thì Tiền cũng hay nói cái câu đó. Nên là mọi người hãy dùng thử lên nha. Ok. Mẫu ngữ pháp tiếp theo cũng cực kỳ là đơn giản nè. Đó là vemasu, chúng ta sẽ bỏ masu và chúng ta thêm chữ panashi. Có nghĩa là ví dụ như là cái câu mà chúng ta rất là hay nói này, đây là một cái động từ nó gọi là cái mẫu ngữ pháp nó thiên về cái hướng nó là không được tốt cho lắm nhá, nhưng mà mình cũng rất là hay sử dụng. Ví dụ như là Tuyền nói câu này, ano denki tsukete panashi de dekakemashita. Hay là có một cái câu nữa mà khi mà một cái chỗ rửa tay ở nơi công cộng thì người ta sẽ có một cái bảng người ta hay viết đó là mizu o dashippanashi ni shinai de kudasai, đừng có bật nước lên rồi bỏ đó. Mizu o dashippanashi ni shinai de kudasai. Và ngoài ra thì chúng ta cũng rất là hay sử dụng cái này nhá. Akeppanashi shinai de kudasai ne. Tsukeppanashi dame desu yo. Tsukeppanashi dame desu yo. とか hay là dekakeru toki ni zettai denki o tsukeppanashi ni shinai de kudasai ne. Ngày xưa khi mà còn trẻ con ấy thì chúng ta cũng sẽ có một cái thói quen như thế này. Đó là terebi o tsukeppanashi de nemashita とか terebi o tsukeppanashi de dekakemashita とかですね。Tức là ngày xưa ấy, thời trẻ con ấy, mình cực kỳ là hay cứ kiểu gọi là mình bật tivi để đó và mình ngủ mất đấy. Sang đến mẫu ngữ pháp thứ ba ở trong cái video này, chúng ta sẽ chia về VT đi với hoshi hay là venai de hoshi, thì nó cũng bằng với cái mẫu câu đó là nani nani shite moraitai. VT hoshi này ấy, thì nó sẽ dùng trong văn nói nhiều hơn nhá, khi mà chúng ta muốn, chúng ta làm ơn hay là muốn được người khác làm cái gì đó cho mình. Thì ví dụ như là e kyo kono shigoto o tetsudatte hoshii in desu kedo do? Ikeru? Đúng không? Hôm nay á, chị muốn là em có thể là giúp chị công việc này được không? Thế nào? Chang to yatte hoshii to ka. Kono shigoto chang to yatte hoshii to ka. Có nghĩa là cái công việc này cực kỳ là quan trọng nên là chị muốn em là làm cho chị cẩn thận hơn. Ano sesseki ritsu o misete hoshii in desu ga to ka. Đó, chúng ta chỉ cần nói ngần ngừ đến đấy thôi là người ta cũng đã hiểu được rằng là em muốn biết hay là em muốn xem về cái tỷ lệ lên lớp của em. Hay là thêm một cái mẫu ví dụ nữa đó là về ve nai de hoshi. Ima kara kareshi to denwa suru kara koe kakenai de hoshi. Có nghĩa là bây giờ ấy, em sẽ gọi điện cho người yêu em đấy, cho nên là chị đừng có lên tiếng nhá. Đó. Ok, và đã đến mẫu ngữ pháp cuối cùng ở trong video này rồi. Do A nên là mới dẫn đến B đó. Về cách chia của cái mẫu ngữ pháp này á, thì nó có thể là đi được với tất cả những cái hình thức như là dính từ đôi y, dính từ đôi na, danh từ. Danh từ thì chúng ta sẽ đi với no, dính từ đôi na thì chúng ta sẽ để nguyên na, đi với cd. Hay là còn với động từ thì chúng ta cũng sẽ đi với động từ thông thường hoặc là veta để chúng ta có thể là đi được với cái mẫu ngữ pháp này nhá. Nên rằng okureta cd, sken ni ukeru koto ga dekinaku narimashita. Anata no se de, watashi wa 店長に叱られたんですよ。怒られたんですよ。 Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau phục siêu lại 4 cái mẫu ngữ pháp trong video ngày hôm nay chúng ta đã học nhá. Cực kỳ là đơn giản thôi. Mẫu ngữ pháp đầu tiên là chúng ta học về gì nhỉ? Bạn còn nhớ chứ? Ok, nhớ nhỉ? Nhớ chứ? Đó là ついでに, đó là nhân tiện chúng ta đi làm cái việc A đó thì chúng ta sẽ làm thêm cái việc B nhá. Mẫu ngữ pháp tiếp theo đó là nani nani panashi, có nghĩa là để nguyên cái hành động A mà chúng ta làm cái hành động B. Nani nani shite hoshii có nghĩa là mình làm ơn hay là mình muốn cái điều gì đó. Và ngẫu mục pháp thứ tư đó là nani nani se de, có nghĩa là do ai, do A nên là chúng ta mới bị B.
Đó, thế là chỉ cần 5 đến 6 phút thôi là chúng ta có thể học trọn vẹn 4 mẫu ngữ pháp trong văn nói, văn giao tiếp, cực kỳ là hay sử dụng nữa, đúng không nào? Có thể thấy là khi mà mình giới thiệu cho các bạn những cái mẫu ngữ pháp này là những cái ví dụ mình lấy ra ấy, mình cũng lấy hoàn toàn ra trong những cái cuộc sống sinh hoạt của mình rất là hay sử dụng cái tiếng Nhật thực tế của mình nhất để mình có thể lấy ví dụ cho các bạn, thì mình mới nhớ ra được những cái mẫu ngữ pháp đó để mình chia sẻ cho các bạn. Cho nên rằng là các bạn, mình mong rằng là các bạn cũng sẽ học theo cái như thế. Mỗi một mẫu ngữ pháp thì các bạn sẽ nhớ ra ít nhất là một ví dụ cho bản thân mình mà các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó sẽ hữu ích cho bạn và nó sẽ phải dùng đến cái câu đó nhá. Ok, và cảm ơn các bạn đã quan tâm video của mình đến thời điểm này. Vẫn như cái câu mọi thường ngày thôi, nếu mà bạn thấy hay và muốn ủng hộ mình thì hãy like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo của mình nhé. Và xin chào các bạn. Bye bye.